Yo, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Tomanga. Manga. Chương 1114 mang đến những thông tin hay ho về Joy Boy. Người đàn ông vĩ đại ấy sinh ra từ 900 năm trước, tuy nhiên vẫn còn những cái hay ho khác trong chap này và mình đã tìm ra một số bí ẩn thú vị, ví dụ như liên hệ giữa viêm mẫu với nền văn minh mặt trăng. Cụ thể là gì? Mời anh em cùng mình tìm hiểu trong video. On Piece 1114 cộng hỏa mẫu và liên hệ với người mặt trăng sắp có biến ở Impel Down. Mối liên hệ giữa những nhân vật không cảm xúc trong chap này, ta được chứng kiến vô vàn các biểu cảm từ nhân vật quần chúng tới phản diện tóc đầu, vân vân và mây mây, cả đô flamingo hay các nhân vật thổ xa xưa cũng được đưa trở lại. Và điều thú vị ở chỗ, có 3 nhân vật mang biểu cảm rất giống nhau, họ đều không nói gì và chỉ được mô tả bằng dấu ba chấm, bao gồm Akainu, Aokiji và Imu. Tất nhiên là không đơn giản vì họ kiệm lời hay không có bình phẩm gì về đoạn phát sóng của Vegapunk, bởi Polly cũng không nói chuyện nhưng anh còn được bonus thêm dấu chấm hỏi các kiểu, thể hiện cho cái cảm xúc bất ngờ của anh chàng. Vậy mối liên hệ giữa ba khứ kia là gì? Theo mình, họ đang đại diện cho ba con đường công lý khác nhau. Đoạn thoại với các đang nói ảnh hưởng trực tiếp đến chính phủ khi nó gợi mở bí mật thế kỷ chống. Joyboy Boy hay sắp tới khả năng là chính quyền thế giới nữa và ba người Akainu, Aokiji và Imu họ đều thuộc nhóm quyền cao chức trọng trong bộ máy im là người đứng đầu tất cả chó đỏ đứng đầu hải quân chim xanh thì suýt làm thủy sư nhưng dẫu sao cũng từng làm đô đốc ba người liên hệ mật thiết với chính phủ cho nên việc oda chọn mặt gửi vàng vào họ là có lý do Chúng ta thấy cả ba có cho mình những lý tưởng rất khác biệt về mặt chính nghĩa hay công lý. Im hắn thực hiện hành động một cách tàn nhẫn, sẵn sàng tiêu diệt tất cả để đi theo con đường làm bá chủ thế giới. Akainu tuy mang danh công lý tuyệt đối, nhưng dẫu sao, khứa này vẫn luôn cố gắng ổn định tình hình chung và ông ta không mưu cầu những quyền lực hay danh vọng quá cao. Việc giành chức thủy sư đơn giản vì nó cần để ông thực thi công lý bản thân. Aukizi thì luôn giữ công lý trong tim, chỉ là ông chọn con đường khác đi. Ba người họ đại diện cho những hướng khác nhau, với Imu là tiêu cực và

chó đỏ tuy cũng máu lóc nhưng mà vẫn nghĩ tới thế giới. Aokiji thì một lòng một dạ thay đổi mọi thứ cho tốt hơn. cả ba người này nhìn dưới góc độ nào đó thì họ đứng ở các chiến tuyến khác nhau. cho nên việc Oda chọn họ xuất hiện với vẻ mặt không cảm xúc biết đâu là ẩn ý cho việc họ về cuối game sẽ chiến với đối phương để bảo vệ công lý của mình. điều này khả thi khi Aokiji thì theo lý tưởng tốt hẳn nên không nói làm gì. riêng Akai ông này nhìn thì xấu nhưng mà vẫn biết nghĩ cho thế giới. cơ bản chó đỏ vẫn giữ mọi thứ ổn định. còn Imu thì đang muốn lập lại trật tự mới. Cho nên nên việc xung đột giữa họ là có. Trong quân đội, người chỉ huy của họ mới mang quyền lực tuyệt đối, chứ không phải mấy khứa hệ bàn giấy ngoài kia. Cho nên nếu chó đỏ làm phản, khả năng lượng lớn hải quân sẽ theo ông ta. Cơ thể, trái tim, tâm trí, thực thể tối thượng xuất hiện. Phần quan trọng khá hay ho ở đây. Trong trang 1113 và 1114, có ba thứ liên hệ chặt chẽ với nhau mà mình tin là ít ai để ý. anh em nghĩ sao về cơ thể robot cổ? Bộ não là cái não khổng lồ của Vegapunk. Cuối cùng, trái tim hay năng lượng? Không gì khác ngoài hỏa mẫu. Thứ nằm trong bể nước ở chương 1114. rõ ràng chúng có một mối liên hệ gì đó. phải chăng có thể hợp nhất thành một? Hiện tại trên hết có một nhân vật kiểu như xác không hồn, đó là con robot. nó vẫn thể hiện được một tí tí gì đó ý thức, nhưng mơ hồ lắm anh em ạ. À. Còn não tiến sĩ thì nó hoạt động đấy, nhưng ông không còn cơ thể nữa rồi. cơ thể thật đã chính thức chết hòa mẫu như kiểu trái tim cung cấp nguồn năng lượng cực mạnh. Mỗi tội nó cũng thiếu một cơ thể và bộ não để phát huy sức mạnh của nó. Chả phải tự nhiên mà Oda lại tạo ra những thành phần quan trọng, cấu tạo nên con người ngay trên egghead này. Có khả năng một thực thể mạnh mẽ sẽ được khai sinh và nó đóng vai trò giúp đỡ cho băng mũ rơm trong trận chiến cuối. Bởi phía Imu quá bá đạo, toàn kẻ mạnh, dù cho Akainu phản lại, dù cho Sanh phối hợp Luffy và Dragon, chưa chắc họ đủ sức lật nổi Imu, cùng lắm là kéo cân. Cho nên Oda muốn tạo ra thêm đồng minh cho lù. Anh em nghĩ sao về thực thể có cơ thể robot cổ? Bộ não của Vega nguồn năng lượng từ viêm mẫu, cứ phải gọi là vô địch thiên hạ luôn. Vì từ cơ thể hay năng lượng đều là những thứ bá đạo bậc nhất thế giới. Nhất là khi có thêm bộ não thiên tài Vega tiến sĩ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu lên robot cổ đại, cả bộ não của chính ông nữa. Chả lẽ ông không bao giờ nghĩ tới việc bản thân chết và chuẩn bị kế hoạch cuối để giúp đỡ cho thế giới? Việc livestream tuy phần nào khiến người dân thấy được mọi sự thật, nhưng họ đâu đủ bản lĩnh thay đổi cục diện. Chắc chắn là tiến sĩ hiểu điều đó chứ? Và chính ông dường như đã chuẩn bị thêm một kế hoạch nữa Hợp thể những gì tốt nhất Để tạo ra chiến binh mạnh nhất Giờ robot cổ đi tới chỗ hỏa mẫu Gắn năng lượng đó vào người Rồi nó kích hoạt kết nối tới não chung Pangricor Vậy là con quái vật thứ thiệt ra đời Với cơ thể khổng lồ Sức mạnh hủy diệt và bộ não thiên tài Hỏa mẫu từng xuất hiện trước đây sau khi hình ảnh vũ khí tối thượng viêm mẫu được hé lộ, mình cũng như anh em thôi, cảm xúc bất ngờ khi thấy thứ vũ khí kỳ lạ này. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng viêm mẫu không hoàn toàn được Vekapang tạo ra. Chính xác thì tiền sẽ lấy ý tưởng từ một vũ khí có sẵn, không gì khác ngoài vũ khí của tộc ngoài mặt trăng. Trong mini story về cuộc phiêu lưu của Enel, anh sớm đã lên mặt trăng, làm thân với chủng tộc ở đấy. Trong một khung tranh khi Enel đứng ngắm các bức điêu khắc, ta thấy có một hình ảnh giống hệt hòa mẫu, nó cũng là ngọn lửa nằm trong bể nước. Từ điều này ta đoán được 100% Vegapunk lấy ý tưởng từ đâu đó chứ không phải tự ông nghĩ ra. Tất nhiên là tiến sĩ đủ tài năng để tạo ra một thứ giống hệt cái bản thân đã thấy qua, thậm chí update thêm cho nó bá đạo hơn và hỏa mẫu chính xác là thứ như vậy. Thế thì từ rất lâu trước đây, thế giới đã tồn tại thứ vũ khí hủy diệt và nó xuất phát từ cư dân trên mặt trăng chứ không phải từ nhân loại. Câu hỏi đặt ra ở đây, tại sao thiết kế ấy lưu lạc tới trái đất? Theo mình đó là bởi liên hệ giữa cổ quốc với người mặt trăng, thậm chí là một số nơi khác nữa, cụ thể là quê hương của chính Vegapunk. Đầu tiên, liên hệ giữa cổ quốc với cư dân mặt trăng nó quá nhiều anh em ạ. À, người ở Skypia hay Lunarian đều tôn thờ Nika hay còn gọi là Joy Boy ấy. Và trong 1114 xác nhận một lần nữa việc cậu bé cười sinh ra ở cổ quốc cho nên có khả năng bản thiết kế hỏa mẫu được người trên mặt trăng gửi xuống cho cổ quốc. Nhưng sau chiến tranh, nhiều năm trôi qua dân tới thiết kế ấy lưu lạc và Vegapunk tìm thấy nó, dựa vào đấy tạo ra hỏa mẫu. Thứ hai, chính Karakuri là nơi có bản thiết kế. Trong một trang bìa ta thấy nhà sư Chukimi có quan hệ thân thiết với bốn người mặt trăng. Họ cũng chính là tộc người đang ở cùng Enel và giữ điều khắc liên quan hỏa mẫu. Chứng tỏ tổ tiên của tộc này có thể tạo ra hỏa mẫu và vì quan hệ với Chukimi, họ đã tặng lại cho các nhà khoa học cổ ở Karakuri sau nhiều năm thì Vegapunk thành công tái tạo một vũ khí từ bản vẽ ấy tóm lại thứ mình muốn đề cập ở đây là việc viêm mẫu không phải ý tưởng của Vegapunk mà ông chỉ là người thành công tạo ra hoặc update thêm dựa vào ý tưởng của người mặt trăng đây là một chi tiết cực kỳ hay và quan trọng nó có thể giúp one piece phát triển rộng hơn nữa không chỉ trong khuôn khổ trái đất việc người ngoài hành tinh sống ở trái đất thì nó quá bình thường trong one piece rồi nhưng công nhận là tác động của họ là chưa đủ lớn nhân loại hay các tộc vốn sống ở trái đất họ vẫn là những người tác động lớn lao đến tổng thể câu chuyện cho nên về sau có khả năng các tộc ngoại lai sẽ lên ngôi, chiếm nhiều đất diễn và có nhiều bí mật liên quan đến trái đất. Biết đâu, thánh Oda lại mở đường cho phần Two Piece cũng không chừng. Bởi các mangaka thường có học trò và họ khi về hưu hay để học trò viết tiếp hậu truyện anh em ạ. Đến hình như là Naruto và Boruto, nếu Oda kết thúc One Piece và có học trò của thánh viết tiếp thì cũng hay thôi. Sóc có biến tại Impel Down Yes sir. Trong 1114 đã có những ẩn ý cho việc Impel Down chuẩn bị có biến lớn. Cụ thể theo Magellan, nước đã dâng 1 mét và có một số tù nhân gây rối. Đồng nghĩa trong chính trại giam có biến. Thế nhưng người mạnh nhất trại vẫn đang bận canh giữ Doflamingo, bảo vệ hắn khỏi sát thủ mà chính phủ có thể phái đến. Ngoài Magellan thì những thành viên cai ngục hay binh lính ở Impel Down khá là củ chuối. Cho nên nếu có biến đột xuất thì e là cuộc đào tẩu với quy mô lớn sẽ xảy ra. Cộng thêm vụ chính phủ có tỷ lệ sẽ cử người đến khử đô Flamingo. Nó càng khiến mọi thứ rối ren hơn. Theo mình trong giai đoạn sau, Impel Down chắc chắn thất thủ. Một mình Magellan là không đủ và đây biết đâu lại là cơ hội giúp thiên dạ xoa trốn được đây là nhân vật cực kỳ đặc biệt cựu thiên long nhân cựu thất vũ hải một hải tặc có số có má hẳn hoi đồ flamingo có đủ sức khuấy động thế giới không chỉ bởi sức mạnh mà còn ở những am hiểu của hắn về thế giới để so sánh dạ xoa mạnh hơn xảo quyệt hơn nắm nhiều thông tin mật hơn cả crocodile thậm chí so với đàn em thì nhà don quixote vẫn ổn hơn Vậy thử hỏi, nếu cá sấu được comeback với truy nã gần 2 tỷ thì dạ xoa nhà ta sao lại không được? Khứa này xứng đáng hơn hai tỏi luôn. Có tư chất đế vương, dùng haki thuần thục, thức tỉnh trái tơ, đánh nhau dùng não cực kỳ nhiều bấy nhiêu đủ để khiến Dofi trở thành đối tượng nguy hiểm và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu hoàn gia nhập Cross Sky, nơi các cựu thất vũ hải quy tụ, thậm chí điên rồ hơn nếu gia nhập bên phía Dâu Đen càng hay nhá. Để ý kỹ thì bên phía Tích vẫn thọt hơn nhiều so với chú Xuân, có dạ xoa vô băng cái tăng nhiều sức mạnh lắm đấy. Và hắn mà nói cho Dâu biết thêm về cái bí mật động trời kia thì càng hay nữa. Nói chung trang này hin quá nhiều về biến cố ở nhà tù và sự trở lại của dạ xoa vương. Ngu lão không bá như ta nghĩ. Chắc anh em sẽ thắc mắc về phần này, bởi ngũ lão đánh Luffy cũng lên bờ xuống ruộng chứ chẳng đùa. Lù chưa thể đả thương wakare sau những đòn tấn công và đang phải chạy thục mạng. Mình cũng thấy đúng là ngũ lão mạnh cho nên tiêu đề ở mục này mình chỉ ghi là không bá như ta nghĩ chứ không phải là không mạnh như ta nghĩ. Đồng nghĩa ngũ lão mạnh đấy nhưng so về tổng thể thì họ cũng chưa gọi là siêu bá gì cả. Tại sao? Tại vì họ làm việc chả có tí hiệu quả nào. Từ khi sao thổ lên đảo, Kizaru tính ra là người gánh khá nhiều trong việc cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Đừng quên rằng, người thật sự sát đao tiến sĩ ấy, đó là khỉ vàng với pha sút Sanji ra xa và bắn xuyên tim Vegapunk, trong khi đòn của sao thổ vẫn không phải một phát ăn ngay. Và sau đó ông ta loay hoay liên tục Giả sử Kizaru không xuất hiện tại khoảnh khắc ấy Bây đầu Vegapunk chưa chết thì sao Mình biết đó là pha đồ nát khá nặng Nhưng y học trong One Piece vẫn rất ảo Biết đâu kỳ tích lại xảy ra đúng không Nói chung là chưa kết liễu ngay thì cũng là một lỗi Và sau đó khi ngũ lão tập hợp Ơ ừ Tinh Âu đấy, rồi sao Họ chả làm được gì cả anh em ạ à. Wakuri và Jupiter đánh mãi không xong với nhóm Luffy. Nazaro dọn Pacifista như khi lao vào tấn công người điều khiển Bonny, thì ông lại bị chính cô nàng phản đam, quay sang biến khổng lồ, tặng cho một đạp. Nhìn biểu cảm ở trang 1114, lão ngựa chắc đang bị đám Sanji quay vòng vòng rồi. Sa tủn rời vị trí lên trên, định tấn công Robin nhưng vẫn thất bại. Giờ thì cay quá, vào đập phá như thằng ảo đớ. Marcus khỏi bàn nhá, chưa đánh đầm ai và còn bị con sen giả lừa cho một vố. Ngũ lão mạnh thì mạnh, nhưng làm ăn quá chán Dù có mạnh như tứ hoa Nhưng lại gà mờ những điểm khác Thì cũng vô dụng Này mà là xanh hay là kaido Thì vù vù mỗi thằng một đòn bọc hoa ki win ngay rồi Thậm chí nếu thành ngũ lã bằng ba đô đốc và thủy sư Akainu Có khi nó còn hiệu quả hơn bội phần Mấy ông đô đốc rất ảo nhá Không mạnh như tứ hoa Nhưng làm việc đâu ra đấy Cho đỏ hai năm trước tôi bị bố ra hành ra bã nhưng nhìn tổng sát thương trên người dâu trắng, có phải của chó đỏ là nghiêm trọng nhất không? Thậm chí không nói mấy thương tích khác, chỉ cần thương tích của riêng Akainu cũng đủ khiến bố già bỏ mạng rồi. Hắn tận dụng rất tốt các cơ hội, đánh lén đánh bừa gì, miễn gây đam là được. Kizaru mới đây cũng xuất sắc, bất chấp có Luffy ở đó, ông ta vẫn nhiều lần áp sát được với Capang. Và khi Sanji ôm tiến sĩ rồi, khỉ vẫn dễ dàng đá bay anh ba, người có phản xạ thuộc hàng top của băng mũ dơm. Từ đó cướp trên dàn mướp khử luôn tiến sĩ, cho nên mình mới nói ba đô đốc cộng thủy sư hiệu quả hơn 5 tên hề đang ở hết này, mạnh thật mà đánh chán quá anh em ạ. À. Ok, cho đây là một số chi tiết khá hay. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Top Manga. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Bye bye.